tọa lạc tại Lương Sơn, Hòa Bình, khu du lịch văn hóa mang đậm nét văn hóa cổ Bắc Bộ Việt Nam. Khi đến đây, du khách được mục sở thị những kiến trúc cổ xưa, từ mái nhà, khung cột, tuy rất sẹo, cằn cỗi, nhưng là văn hóa nghìn đời, đậm màu thời gian, cảm xúc và ký ức. Những hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền, gói bánh chưng hay những làn điệu cổ được thể hiện từ nghệ nhân càng làm nên những dấu ấn thời gian. Trong cái kho tàng mà văn hóa Việt Nam thì cái văn hóa nghệ thuật nó đi xuyên suốt trong những cái chiều dài lịch sử. Thì cái những cái âm nhạc dân tộc thì luôn gắn liền với những gì mà liên quan đến văn hóa Việt Nam. Thì mọi người đến đây thì mọi người được nghe các làn điệu dân ca cổ truyền, thì mọi người sẽ hiểu được là tập quán sinh hoạt của ông cha ta ngày xưa như thế nào và những cái loại hình văn hóa âm nhạc như thế nào, để mọi người có thể hiểu và biết, và nếu mà mọi người có thể cảm nhận được và mọi người có thể thích. Mỗi một khu đều có tên gọi riêng, như khu nhà phu thê, khu lầu cô, khu ngọa long, khu nhà sàn, đồ cổ, cộng thêm những vật liệu cũ bị bỏ đi như gạch, ngói, thanh dây tàu hỏa, gỗ đóng thuyền mục đã được sửa chữa, tái chế, làm nên ngôi nhà vườn mang dấu ấn thời gian. Gia đình chúng tôi cũng rất là vui và cũng rất là thích cái không gian. Nó vừa mang tính chất là cổ truyền và những cái giá trị về kiến trúc cũng như là những cái sinh hoạt văn hóa cổ truyền của dân tộc chúng ta. Vốn có nhiều năm làm nghề gỗ mỹ nghệ và niềm đam mê văn hóa cổ truyền, nên chủ nhân của ngôi nhà vườn cổ muốn truyền tải giá trị kiến trúc và lưu giữ văn hóa cổ xưa Việt Nam. Với cái ước mong là muốn lưu giữ lại cái nét văn hóa truyền thống cho thế hệ con cháu, cho bạn bè, bằng hữu gần xa, cho du khách nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm. Cái màu thời gian này nó sẽ mang lại cho con người những cái cảm xúc đặc biệt, nó sẽ lắng động, nó sẽ dịu dàng, nó sẽ nhẹ nhàng đi. Vâng, trái ngược với cả không khí náo nhiệt sôi động ngoài kia thì khi đến đây du khách sẽ có một cảm giác rất là bình yên. Và ngoài những cảm giác yên bình ra thì ở đây mọi người sẽ được tìm hiểu những nét văn hóa cổ xưa, cổ truyền của miền Bắc Việt Nam. Và tôi nghĩ đây là một địa điểm rất là tuyệt vời trong dịp Tết đến xuân về.